Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên sẽ là những tin chính. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, Vận Đen vẫn đang bủa vây răng lối chính quyền họ Tập và Bắc Kinh. Khi vào sáng sớm hôm nay, nước này phải đón nhận một tin cực xấu khi mây đen, lốc xoáy, bão tố mịt mờ giật cấp 13 kết hợp với vòi rồng xuất hiện ở ngoài Biển Đông, nhấn chìm toàn bộ tàu đánh cá và giàn khoan hút dầu trái phép của Bắc Kinh, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình như ngồi trên đống lửa. Thông tin trên ngay lập tức đã được truyền thông và nước Trung Quốc xác nhận rằng rạng sáng ngày hôm qua trên Biển Đông, một cơn bão siêu mạnh giật cấp 13 đã đổ bộ vào thành phố Tây Sa hay còn gọi là quần đảo Trường Sa của phía Trung Quốc, đã chiếm giữ trái phép của Việt Nam chúng ta, gây ra lốc xoáy dữ dội, cuốn bay toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động khai thác dầu khí trên Biển Đông, cũng như là đang neo đậu bất hợp pháp ở Hoàng Sa và Trường Sa của phía Trung Quốc, khiến cho cơ quan đầu não chính quyền của ông Tập ở thủ đô Bắc Kinh vô cùng lo sợ. Trước đó, Cơ quan Bảo vệ Bờ biển Trung ương Trung Quốc cũng phát đi thông báo khẩn cấp, đồng thời kêu gọi người dân cũng như các cơ quan chức năng phải tìm nơi trú ẩn, cũng như bảo vệ tàu thuyền của Bắc Kinh. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã quá chủ quan khi nói rằng cơn bão trên đổ bộ vào đất liền nên không ảnh hưởng gì tới ngoài khu vực Biển Đông. Nhưng rạng sáng hôm qua, không hiểu vì sao ông trời mẹ thiên nhiên lại cho con lốc xoáy bất ngờ đổ bộ vào Tây Sa và Nam Sa của phía Trung Quốc, chiếm đóng trái phép của Việt Nam chúng ta, khiến cho toàn bộ tàu thuyền cũng như các căn cứ quân sự và điện, đường, trường, trạm trên đảo nhân tạo của phía Trung Quốc bị đánh sập. Nhiều ý kiến cho rằng dường như mẹ thiên nhiên vẫn ra tay trừng trị Trung Quốc, trừ khử chính quyền ông Tập Cận Bình vì dám đem quân đi xâm chiếm đảo Phú Lâm, đảo Đá Chữ Thập, đảo Gạc Ma của Việt Nam. Đây là nguyên nhân vì sao mà Trung Quốc liên tục dính những trận mưa to đến rất to. Trong những ngày vừa qua, bão tố mịt mờ đang càn quét tất cả toàn bộ các tỉnh thành phía Nam, phía Đông và thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Ngoài ra, cơn bão còn đang đổ ầm ầm vào đảo Hải Nam, vào tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông của nước này. Thưa quý vị, năm 2023 quả đúng là một năm đại họa đối với cả chính quyền ông Tập Cận Bình. Chỉ trong vòng hơn một tháng, đất nước hơn 1,4 tỷ dân này đã phải đón nhận hai cơn bão mạnh nhất nhì trên thế giới càn quét Bắc Kinh. Bây giờ là cơn bão số 2, một trong những cơn bão siêu mạnh đang đổ rầm rầm vào đảo Hải Nam và các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây của Bắc Kinh, khiến cho cơ quan đầu não chính quyền ông Tập vô cùng sốt ruột. Các nhà tiên tri như Vanga, hai cậu bé thần đồng người Ấn đã dự đoán Trung Quốc năm 2023 không sụp đổ thì cũng kiệt quệ vì mưa lũ, thiên tai, dịch bệnh, mất mùa, nạn đói hoành hành. Và theo cục thống kê nhanh của chính quyền Trung Quốc cho biết, tính đến ngày hôm nay, Trung Quốc mới chỉ 2 tháng đầu năm thôi, nước này đã trải qua lần lượt các thảm họa hết động đất lại đến lũ quét, sạt lở, vỡ đê, vỡ đập, khiến cho hơn 40 triệu người dân các tỉnh như Vũ Hán, Hồ Bắc, An Huy, Chiết Giang, Tứ Xuyên, Giang Tô, Phúc Kiến, Quảng Tây, Thượng Hải, Quảng Đông, kể cả quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh đều bị ngập lụt. Mưa to đến rất to trong những ngày vừa qua không có dấu hiệu giảm nhiệt, khiến cho lũ từ thượng nguồn sông Dương Tử, sông Hoàng Hà, sông Mekong liên tục đổ dồn dập vào con đập Tam Hiệp, khiến cho con đập này tối ngày hôm qua phải mở thêm 3 cửa xả hoạt động 24/24 giờ, chấp nhận những vùng hạ lưu của phía Trung Quốc bị ngập sâu trong biển nước lũ. Thành phố Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc đã phát tín hiệu cảnh báo đỏ về mưa lớn vào đêm ngày hôm qua, ít nhất 8 người chết và 4 người mất tích. Tại sân bay Vũ Hán, nước ngập trên đường khiến các phương tiện không thể qua lại. Tại nhiều vùng của tỉnh Hồ Bắc, lượng mưa hàng ngày đã vượt quá nhiều kỷ lục lịch sử của trận lũ năm 2016 và năm 1998. Và theo các nhà quan sát về tình hình thiên tai, thảm họa cho biết, tình hình thảm họa tại Trung Quốc sẽ tạm thời chưa thể dừng lại vì hiện tượng biến đổi khí hậu cũng như dải mây gây mưa vẫn còn dày đặc. Ít nhất trong tháng 2, mưa lũ, thảm họa sẽ vẫn còn bủa vây Trung Quốc dai dẳng. Cầu mong sao những người dân Trung Quốc mau chóng vượt qua được khó khăn vì hơn một tháng vừa qua họ đã khổ sở lắm rồi. Kính thưa quý vị, theo thông tin mà chúng tôi vừa mới thu thập được từ những trang mạng xã hội như TikTok và một số tờ báo Trung Quốc cho biết, vào rạng sáng ngày hôm nay, Trung Quốc đã hứng chịu thêm một trận động đất dữ dội mạnh 5,1 độ Richter, tâm chấn cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 60 km. Trận động đất trên đã làm rung lắc mạnh những tòa nhà cao tầng tại thủ đô Bắc Kinh và những vùng lân cận.
Còn những nơi gần tâm chấn động đất, nhà cửa đã bị đánh sập bởi mưa lũ nhiều ngày qua, đã khiến cho nền đất ở Trung Quốc đang rất yếu, nay gặp những trận động đất là bị bung lở, đã khiến cho 30 ngôi nhà bị sập, hàng ngàn hecta hoa màu bị tàn phá, thiệt hại là vô cùng nặng nề. Không những thế, mưa to đến rất to vẫn tiếp tục dội hàng ngàn tấn nước xuống Trung Quốc. Và theo Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt Trung ương Trung Quốc thống kê cho biết, tính đến ngày hôm nay, Trung Quốc đã vừa tròn 45 ngày đêm không có mặt trời. Bầu trời của Trung Quốc liên tục xuất hiện màu xám xịt, âm u và đen tối. Nhiều ý kiến cho rằng dường như ông trời vẫn tiếp tục giáng những đòn đau thương xuống Trung Quốc để trừng trị chính quyền ông Tập Cận Bình vì những đường lối sai trái mà ông ta gây ra cho Việt Nam cũng như cho thế giới. Và dường như Đức Chúa Trời, Mẹ Thiên Nhiên vẫn chưa buông tha Trung Quốc. Thưa quý vị, vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay, trong một bản tin dự báo thời tiết trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn nước này cho biết Trung Quốc tiếp tục sẽ phải đón nhận đối mặt với 8 trận mưa to đến rất to, cùng lũ quét, lũ ống, sạt lở, vòi rồng sẽ xuất hiện ở vùng thượng nguồn cũng như hạ lưu con đập Tam Hiệp và sông Dương Tử. Và nếu như điều này xảy ra thì khả năng cao con đập Tam Hiệp của Trung Quốc sẽ bị vỡ lên tới 99,8%. Tình báo của Mỹ, Nhật Bản cho biết các nước cần lưu ý đối với Trung Quốc vì nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục vượt biên trái phép tràn sang để tránh trú khỏi con đập Tam Hiệp và nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất cao. Bởi vì nhiều người dân Trung Quốc đang mang mầm bệnh dịch bệnh COVID-19 ở thành phố Vũ Hán. Đây chính là lý do vì sao mà nhiều nước trong khu vực cấm cửa đường biên giới với phía Trung Quốc. Myanmar, một trong những nước giáp danh với đường biên giới với Trung Quốc, đã đóng cửa biên giới. Tuy nhiên, vào ngày hôm qua, truyền thông của Myanmar cho biết chính quyền địa phương của nước này đã bắt giữ được 13 người dân Trung Quốc vượt biên trái phép. Họ cho rằng những người vượt biên trái phép của Trung Quốc sang đó để lây nhiễm dịch bệnh cho Myanmar. Ấn Độ, Triều Tiên hôm qua cũng đã cảnh báo người dân Trung Quốc đang vượt biên trái phép rất nhiều. Vì thế, lực lượng biên phòng của các nước đang tuần tra vùng biên giới rất đông để kiểm soát người Trung Quốc. Kính thưa quý vị, đây là những hình ảnh mô tả sức mạnh đến mức hung bạo của thiên nhiên và đây là quang cảnh của thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, các tòa nhà dù lớn nhỏ cũng đều bị dòng thác bùn dữ dội cuốn trôi, đổ sập. Người đàn ông này vừa may mắn thoát chết khi được người khác kéo ra khỏi dòng nước dữ, nhưng nhiều số phận khác kém may mắn hơn bị vùi trong đám lở đất. Các nhà chức trách cho biết con số người bị nạn đã lên tới hơn 40 người, liên tục là những báo cáo có thêm người bị mất tích. Trong số đó có 12 người mất tích do bị kẹt trên cây cầu bị nước lũ quật gãy. Hàng trăm người khác bị kẹt trong các tòa nhà, trong khi nước dâng lên ngày càng cao, thậm chí những phương tiện cứu hộ của các ban ngành cũng bị cuốn trôi. Đội cứu hộ cho biết đã huy động hết tất cả các lực lượng sơ tán hàng chục ngàn người một lúc trong đêm khỏi các khu vực hứng chịu thiên tai. Tất nhiên, Trung Quốc đã có kế hoạch phòng chống lũ lụt trong mùa mưa, nhưng mức độ của trận thiên tai này vượt quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Mưa lớn bắt đầu đổ xuống trở lại từ 2 ngày trước đó, khiến đất bị nhão ra và hòa vào dòng nước cuốn trôi theo dòng chảy. Có thể phải mất rất nhiều ngày nữa người ta mới ước tính được mức độ thiệt hại. Song hiện nay các tuyến giao thông chính đã bị tàn phá nặng nề, trong khi đó những khu vực phải chịu những trận lũ lớn còn phải đối mặt với nhiều trận mưa sắp tới. Tại Bắc Kinh, vào ngày hôm qua, đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác phải di tản sau khi nước lũ lan rộng tại thủ đô của Trung Quốc. Mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống thủ đô Bắc Kinh từ tuần trước và mực nước đã dâng mạnh từ ngày hôm qua khiến nhiều cửa hàng và trường học bị đóng cửa. Một người dân tại thủ đô Bắc Kinh nói với BBC rằng nước lũ tràn vào nhà vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm qua. Mực nước càng ngày càng dâng cao, nước dâng lên đến 3 mét trong nhà tôi. Chúng tôi không có đồ khô để mặc và hiện phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực. Các nhà khí tượng học dự đoán mưa lớn sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Thưa quý vị, một điểm lạ nữa cũng đã xuất hiện trong ngày quốc khánh của nhà nước Trung Quốc. Ngày hôm qua, rất nhiều tờ báo Trung Quốc đưa tin và đêm hôm qua bất ngờ một trận siêu sấm sét đã ập đến đánh trúng cơ quan đầu não chính quyền ông Tập ở thủ đô Bắc Kinh, khiến các quan chức nước này phải chui xuống hầm để trú ẩn. Rất may cho ông Tập, sấm sét chỉ đánh trúng cột thu lôi, nếu không ông Tập Cận Bình đã bị sấm sét đánh trúng và trong sáng ngày hôm nay, ông ta chưa chắc có thể đứng trên bục để phát biểu trước toàn dân. Nhiều ý kiến cho rằng nếu thần sấm, thần sét có đánh trúng ông Tập đi chăng nữa, thì người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không rửa hết được tội lỗi bởi vì những gì mà ông ta gây ra cho thế giới là rất nhiều. Có thể kể đến việc ông không ngừng tăng cường lực lượng quân đội, quân sự của Trung Quốc rầm rộ tiến ra ngoài Biển Đông, hòng chiếm đóng các quần đảo ở khu vực Vịnh Bắc Bộ. Ngoài ra, ông Tập còn lợi dụng dịch COVID-19 để bán các mặt hàng với khẩu trang y tế.
máy trợ thở cho 50 nước trên thế giới, trong đó có Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha với mức giá trên trời nhằm trục lợi mang về một lượng tiền khổng lồ cho Bắc Kinh. Không những thế, ông Tập Cận Bình còn lấy tiền ủng hộ của các nước tài trợ cho người dân Trung Quốc bị lũ lụt, thiên tai để tiêu xài. Ngoài ra, ông còn dùng tiền đó đầu tư vào việc đóng tàu chiến để đem ra ngoài Biển Đông quấy nhiễu và còn rất nhiều tội lỗi khác. Chính vì vậy mà mưa to, bão tố cũng như lũ lụt liên tục đổ dồn dập vào phía Trung Quốc, làm cho con đập Tam Hiệp lớn nhất của nước này có nguy cơ bị vỡ, và khi nó vỡ, chắc chắn chính quyền của ông Tập sẽ bị xóa sổ và thế giới chắc chắn sẽ được bình yên. Thưa quý vị, theo hãng tin nổi tiếng của Mỹ mang tên New York Times hôm qua cho biết, mặc dù đất nước Trung Quốc đang bị tàn phá mạnh bởi lũ lụt và thiên tai, dịch bệnh, tuy nhiên chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn cho quân đội của nước này tập trận bắn đạn thật làm căng thẳng ở Biển Đông để đe dọa các nước trong khu vực cũng như thách thức các nước trên thế giới, trong đó có Mỹ. Tờ báo của Mỹ cho biết một lữ đoàn của không quân hải quân thuộc chiến khu miền Nam của quân đội Trung Quốc đã tập trận bắn đạn thật, phóng tên lửa và dội bom ở quần đảo Phú Lâm, sát với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trong vòng 7 ngày vừa qua chưa kết thúc. Đây chính là mối nguy hiểm đe dọa trực tiếp tới vùng Biển Đông, đặc biệt đe dọa tới nhiều nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Hải quân của Mỹ, Úc ngay lập tức có mặt tại Biển Đông. Hải quân hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã điều động hai tàu sân bay USS Limit và USS Dobomi Richard mang theo rất nhiều tên lửa dẫn đường tiến ra ngoài Biển Đông, áp sát cuộc tập trận của phía Trung Quốc. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập bất chấp tất cả vẫn cho quân đội của Bắc Kinh phóng tên lửa bắn đạn thật, dội bom canh quần đảo Phú Lâm để đe dọa các nước trong khu vực. Hãng CNN còn trích dẫn lời của một vị đô đốc trưởng hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, ông Davidson cho biết, chúng tôi thật sự bất ngờ bởi vì lũ lụt thiên tai đang hoành hành ở Trung Quốc, nhưng chính quyền của ông Tập lại không lo cho người dân. Họ vẫn đem rất nhiều vũ khí sát thương tiến ra ngoài Biển Đông để thị uy sức mạnh cũng như dương oai đối với các nước trong khu vực. Trước đó, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng của Mỹ cũng đã lên tiếng chỉ trích gay gắt với Trung Quốc và khuyên rằng Trung Quốc nên ngừng ngay những cái hành động được cho là gây mối nguy hiểm cho Biển Đông. Trung Quốc nên tập trung cho cuộc phòng chống thiên tai, dịch bệnh COVID-19, chứ đừng đem quân đội gây hấn, gây gổ với các nước trong khu vực. Nếu không, Mỹ cùng các nước đồng minh đối tác, trong đó có Việt Nam, sẽ ra tay trừng trị Trung Quốc để trả lại bình yên cho Biển Đông. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của Tin Mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ Tin Mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!